Chúng ta phải lèo tiếp. Nhưng mình không nhớ là cái ngày bao nhiêu thì Akiko quay lại, nhưng chúng ta vẫn đi tiếp vậy. You should have gone to the restroom before we left. Cậu đúng là phải đi toilet trước khi mà chúng ta đi Tartarus chứ. Thằng này phải vãi đái. Này. Úi dồi ôi, cái này mà cho tội chịu. Đồ vớ va vẩn. Tartarus này nó đơn giản hơn vật kinh nhỉ. Phải thức element hay à tutorial. Hope we don't run into any creeps here. We got ourselves a shadow here. Chết mẹ rồi. Yeah. Sắp tiết ạ. Lại mấy con cần. Mẹ mấy cô Akiko này ngon quá. Để thằng nhân vật chính gánh tim ạ. Ui, tám mấy luôn. Hơi hơi tốn đấy. Không biết là cái thứ tự nó đi kiểu gì. Target survey tactic. Không có cái xem được cái lượt của nó. Lượt đi cái thứ tự lượt đi của nó ấy. Mẹ mày tốn bao nhiêu cái SP của mấy con đĩ này. Có unicorn này, ngon quá nhỉ. Perfecto. Perfecto. It's so dark. Only we had a flashlight. Oh, but I guess it wouldn't work during the dark hour. Cái cấu trúc của cái này nó đơn giản hơn phần trước nhỉ. Nè. Cấu trúc nó rất là đơn giản nhé. Một cái tầng này. Hey, let's loot that chest. Ba CD game. Mình không bao giờ mình đánh trước được nó mấy lượt nhỉ. Hẹn lại mấy cái con này. Ui nè. Ở đó con này phải yếu với gió đâu nhỉ. Yếu băng. Yếu với gió này. Mình muốn lên cái con tech spot này. Con này trâu nhỉ? Mẹ. Không chết. Chết là đến lượt của bọn này rồi. Và vỡ mặt rồi. Vũ khí thằng này yếu quá. Được đấy em ơi. Úi dồi. Ngọt lắm. Kinh nghiệm ít nhỉ. Chắc được mấy. Và CD ok. Đây là cái gì nhỉ. Soul drop này cũng được này. Nhưng mà nghèo là bán được được này. Snap từ soul này hay này.
Facidio game, cái này là giải mấy cái tục tính xấu. Vậy đã. Con địch ở gần đây, tôi bảo mẹ con này có vẻ mạnh này. Đấy là nó rất là mạnh. Nó mạnh hơn tất cả những gì con mà chúng ta đã gặp gần đây. Nên là nó sẽ có là cái Formidable Shadow. Ok, mình sẽ né đi. Kinh của mẹ. Nó vô cho tí đen. Ra một line này. Mình chưa muốn đốt cái SP của mình cho mấy con này. Mình muốn leo tầng tối đa đã, rồi chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đấm mấy con này. Bởi vì cái lượng thể lực của chúng ta có hạn rồi, nên chúng ta chưa nên chơi mấy con này lắm. Bởi vì buổi tối hiện tại là chúng ta vẫn đang rất là giới hạn về thời gian mà, nên chúng ta sẽ tạm thời chúng ta không chơi mấy con này. Khi nào mình có nhiều thời gian là mình sẽ quay trở lại mình đấm nhau bọn này sau ấy. Ba một line. Cái chỗ này nó ít mấy cái này đấy nhỉ, cái tay này nhỉ. Mình đi được dưới này nữa thôi. All right, we've covered everything on this floor. Since we've seen all there is to see, should we get going now? Oh, can we go up those stairs? By the way. Regen the critical hit. Khi mà quân địch có bị dính cái Discord này thì khả năng physical là có nghĩa là frozen là gần như là guarantee rồi. Ở phần này nó đổi lại là frozen không chỉ là mất lượt mà nó còn bị đánh gần như chắc chắn là physical luôn á. Còn cái Discord kia là khả năng là cao là đánh physical hit này. We don't see that kind of chest often. Let's not pass it up. Còn mấy cái dương vớ va vẩn ra. Enha. Như đây là cái kỹ năng đánh bộ ánh sáng á. Toàn mấy cái kiểu cảm vớ va vẩn. Trong khi nó cho mình cái đồ thì không cho item ấy. Với lửa. The enemy's down. Good hit. Let's see. What next? It doesn't look like you can strike any weaknesses. Này là yếu yếu gì? Gió. Không phải, con này là băng. Nó kháng luôn này. Không phải. Cái này là điện nhỉ? Mẹ cha đấy. Poisma. And Raiden. Đã đúng được cái này. Oh shit. Mọi mà lóc luôn, đang là Jack Frost. Mình đốt mấy cái SP mấy con vớ vẩn đúng không? Oh no. Mình sẽ giải quyết con mẹ bé luôn. You docked it. Well done.
Đùa. Nó chính độc rồi chứ. Mẹ. Chó đó. Chém vẫn trượt. Ảo thật đấy. Bullshit. Kinh người luôn. Để tí nữa mình phải đổi mình lại hết mấy con persona mới. Lên level rõ chậu luôn. Shit. Bây giờ mà mới có level bao nhiêu? 12, 13 này. Sắp hết SP rồi. Ôi chết rồi, đứng ngay cục. Hang on, này yếu với set này sao? Yêu với điện này, mẹ mình đoán 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 rồi. Rồi. Tốn quá. Ta có Art Angel. Cho mấy con nào yếu yếu đi. Aeropen. Trả lên level rồi. Sắp lên tầng 40 rồi. Có Golden Hand này. Chán nhỉ, mẹ không bắt được mấy con này. Mẹ. Hey, can we take a break? I'm getting tired of the same. Không hiểu sao mình damage mình không đánh được mấy con này. Ui vậy. Vậy xịt. Này mà không đập được rồi tạm chịu. Mẹ nó chứ, ơ sao đam. Con này nó trâu nhỉ. Cáo thật đấy, ờ. Thế giờ ở lần trên kia là tự ốc quái rồi. Mình nhớ rồi đấy. Mình đổi mấy con linh tinh. Good day. Are you accepting a request? Đâu rồi này? 300. Bitch. Let's hear the result. Very well. The sweet incense. Ôi dồi ôi, mấy cái này. Wonderful. Persona level 33. Persona with Gohan. Beat of Lucha. Wonderful. Nắp sửa sâu, cái này cũng được này. By all means, là cái, mấy cái milestone này. I will await a report of success. Fusion Emperor Oberon này. Treasure Hunter My School. Very well. Cảm thấy nó chả tăng được mấy nào. Bây giờ cũng chả có cái Fusion được con nào. Sao lần này level nó lên chậm thế
Welcome to the Velvet Room. Are you in search? Please choose the personas you would like to fuse. This power is too much for you. Có Berries gì? Which will you choose? Có cái ấy á. Có cái lá bài à sao nhỉ? Hermit. Có Berries mới này. This would be a wise choice. Này là Hierophant. Agi single shot là cái cụ già này. Ở mẹ này. What do you wish to inherit? Cầm cái buffo này. This persona, please choose what skills to cầm inherit. Cái gió này. Evil touch. It appears it will receive a fair. It's finally time. Tao nên mình chỉ đổi cho nó có rồi ấy. Mình đang đợi mấy con level cao hơn ấy. Nên mình đổi để mình giải quyết cái slot. Bớt đi. Nó tăng được tương đối ổn này. Chúng ta có lên trên level 14. Oberon này. This power might be too much for you. Are you finished? We look. À, mình còn chả biết là mình còn đấm được nó không. Hình như cái section 2 này boss của nó cũng tương đối là cũng không phải là quá mạnh lắm. Salut. Thế mình về mua lại kiếm. Bỏ mẹ rồi. Con Margot này. À, nó dọn rồi. Mà gấp về hai con ném lửa này. Con mang cái vấn đề là cái con ở giữa ấy. All right. Nên là cái điểm yếu nó là gì? Hai con hai bên khả năng điểm yếu nó là rõ ràng là băng. Let's get cracking. Này vừa vào đánh chiêu gió này rồi. Quả điểm yếu này luôn. What to do? Valkyrie. Nên như dự đoán. Để đốt hết phép rồi. Còn ở giữa nó không điểm yếu này. Khả năng mình sẽ chết rồi. Không đỡ. Mình sẽ phải lốt lại. Cái điểm yếu con này là gì? Khả năng con này là phép à? Càng gió ấy. Khả năng nó yếu phép này. Khả năng con này yếu phép à? Đánh phép này này. Chưa tạo mình vừa đổi con đánh phép duy nhất của mình. Con này, chính con này đánh Zionga này. Con này điểm với phép này. Chỉ là mình phải show to cây giải độc. Đúng là cái phần này nó thiết kế để cho thằng Akiko đi cùng. Mình đi tầm này mình hơi bị hồng quá. Nhưng ngay cả mình không đi được. Shit. Thì mình phải lốt lại đi. Mình đã mất nhiều thể lực quá đây không. Dạ nhỉ, không hiểu sao. You've been poisoned. Can anyone treat her? Để trâu như chó ấy. Đã
That's a clean hit. Nice strike. Để nó hành quyết mình. Ok, mình sẽ load lại đây. Mình gửi. Ok, mình sẽ quay lại để mình quật đó. Đốt nhiều SP quá. Nên mình phải... Nhưng mà chính mình phải gồng còng lưng. Đang cầm cái con Valkyrie thế này. Mình không biết là mình có đủ SP không thế này. Và con kia nó phang mình luôn thế này. Shit. All right. Cái con măng nớt này nó phang mình luôn. À chết rồi, mẹ không phang tả. Rồi mình chết luôn. Đánh cọng lưng mẹ. Quất ạ. Giết được hai con lửa rồi là nhẹ việc. Mẹ giết được hai cái con bàn nữa. Ui, giết mẹ luôn. Ui, bây giờ không lợi được rồi. Mẹ ơi. Tập sẽ thế. Con này bị Ray đấy nhé. Ui, con này đang ngất xỉu. Ui, thế thì mày chết rồi. Ok, đùa. Wow. Còn hai game một trận. Ui, cái này lại còn quá dễ luôn. Nên là xử nó ngay đầu rất là ngon luôn. Con này bây giờ vẫn đang... Đây là con này tỉnh dậy rồi. Gà ruột, thằng Junpei chết luôn này. Là đánh con này à? Nên là con này bị Enray. Thằng con này mà còn chém trượt tạo chị. Mẹ này quất cho này như chó. Thế là khi mà chúng ta debuff nó bằng cái Enray là nó chỉ tấn công vật lý được ấy, mà nó mất cái kiểm quyền kiểm soát quân nó ấy. Và damage nó to hơn, nhưng mà bù lại là nó ăn đấm cũng nhiều máu hơn ấy. Diffio Natural Born, I think I will make. Mà lẹo tiếp đi nè. Echo. Lạ nhỉ, mấy cái lầu này không có cái ấy à? À đâu, là nó vẫn cho mình cái này này, nó vẫn cho mình cái dương. Chewing Soul. Ô, chỉ thế thôi á? Ô, lạ ảo nhờ. Mấy cái tầng này ít đồ thế. Ô, chết rồi. Thôi bố mẹ, thằng chuỗi. Boulder floor is 7 floor. 7 tầng rồi đây. Đúng ra mình phải quay lại mình nhớ nhỉ. Shit man. No. No. Chết rồi. Ui. Hình như là mấy con này nó lại ấy ra. Mình không ngờ là nó thành mấy chuỗi luôn. Lại đá. Khả năng con giữa là yếu với sét và hai con này yếu với lửa ra ấy. Chuyện thế nhà mình không nhớ. À rồi đấy. Mình không ngờ là hai con này nó nối tiếp nhau. Nó lại đánh ra cái Revolution đi. Hit the way up. Không phải. Shit thật. Nó lại bị fuck này. Đánh critical mình đi. Quýt ạ. Quýt tiếp. Mình đang không biết là mấy con này nó có bị yếu lửa, không bị yếu với lửa. Shit, mình đoán nhầm rồi.
Mà đang bị sốc. Yếu với băng nhỉ? Mẹ cũng phải yếu băng. Mấy con rời này. Mình vẫn lỡ lượt đánh cái con nó xúc sắc quá. Kháng này. This may be a good test of your skill. This may be a good test of your skill. Give him hell. Vacuum slash. Thế đấy. Xem quyết định con nào. Ui, đám to phết lại đùa đâu. Be wider. Đây là đánh cái disfet con Yukari. Nói là mình nên quay con nào. Single shot. Ui dồi ôi, Yukari bị crit rồi. Mẹ chó thế. Chả biết là nó có vật giật được con nào. Chả yếu con nào. Thế là ghét thế mẹ mấy cái điểm yếu này. Không tìm ra điểm yếu của nó. Còn mẹ này. Thật á. Ngồi chết, quyết chết mẹ đi. Chết luôn. Con này nói sẽ lại búp cái Revolution. Thật ra là có lợi cho mình thôi. Không quyết được phần nào. Đây là kháng. Quyết ạ. Không quyết được, shit thật. Nó đúng thật nhưng mà chính ấy, mẹ cha nhá. Đàm biết giả được một nửa luôn. Quyết ạ, đúng. Úi dồi ôi. Còn tóc đầu rồi. Ngon quá. Mày như thế. Quất ạ. Mày chó đấy. Úi dồi ôi. Chết thật rồi. Còn mẹ thằng con lợn này. Con lợn chó chết này. Mẹ nó quýt được mình. Đi. Mẹ mấy trận này đốt hơi nhiều đấy. Con chó. Ôi còn trượt nữa chứ. Mày đưa búp Revolution là mày giúp tao rồi. Khó chịu thật đấy. Quýt đi. Rồi xong, mày xong rồi. Choáng đấy nhá, mẹ mày. Mày. Úi dồi, Yukari là quýt. Vỡ mồm luôn. Thanh Ford lên level rồi này. Bả quá. Có rắc. Rắc thai à? Rắc thai là cái gì nhỉ? À, đấm nhau bọn này, vãi đái luôn. Nhưng đây là một chuỗi combat hay là mẹ không có thằng Akiko đau thật đấy. Mình đúng là mình hơi tự làm khó mình ấy. Shit. Nó cho mình cái gì nhỉ? Cái con kia nó cho mình cái gì nhỉ? Là cái vũ khí à? À mình không hiểu cái con Zexport nó cho mình cái gì nhỉ? Vãi xịt thật đấy. Đây phải là một chuỗi combat nào nhỉ? Zuzumari. Zuzumaru. Thôi thì mẹ mua cái kiếm cho nó. Ui,
Này cầm kiếm kiếm nhật này. Kiểu là Orochi ra. Kiếm dài. Mẹ tôi sắp sập. Không biết là cây này còn có chuỗi combat nữa không. Ủa mẹ rồi. We don't see that kind of chest off. Let's not pass it out. Đây là cái ấy thường. Lại đá thật. Hey. Equip for yourself. Mình quay. Pixel vest. À nên mình đang xịn hơn. Tăng kháng lửa. Mía. Sập sệ quá. Cái kiểu mẹ đấy chứ. Ta định chuyển ra cái khe này. Tôi tổ chức tôi rồi. Hai con chó này ném lửa rồi. Udon. Chết luôn. Chạy đi. Chạy đi. Yêu cái băng này. Yêu cái băng. Ghét mấy bọn này quá. Etha. Chiếc đốt máu mình như điên. Thôi chờ ông ấy nằm đi. À, sập sệ thật đấy. Tầng này nó đơn giản nhỉ. Wait. Did it just look at us? À, nó quất cho mình phát hãi đái thật. Run! Found the stairs. Wanna head up? All right. À, xì lao. Tầng 39 à. We don't see that kind of chest off. Let's not pass it up. I can hold my own in a fight pretty damn well, don't you think? Ekha, ôi dồi ôi. Toàn mấy cái skill cạc, mình ghét mấy cái skill cạc cái thế. Phần này không hiểu sao nó cho mình mấy cái kêu cạc ba xàm này mẹ. Cho mẹ đồ đấy nha. Chả bao dùng luôn ấy mẹ. Cái kêu cạc là cái vớ vẩn nhất mà nó chúng ta có thể có nhảy lấy được. Bởi vì cái lý do mà chúng ta cần chuyển persona bởi vì là có con này có con khác đánh được trưởng ấy, nó bù với nhau thật nên là không có lý do chúng ta cần kêu cạc là gì. Bán con mẹ đi thì cho mẹ vũ khí cho nó ngon. Shit thật đấy. Hey, let's loot that chest. Mẹ toàn kêu cả ghét thế. Game thì không nói gì. Kêu cả nhiều vãi cả lành luôn. Mẹ cha đây làm với mẹ này. Toàn mấy cái kỹ năng vớ vẩn. À, cái tệ là cái kêu cả không bán được. Mẹ cái con này. Né đi. Ra như cùi đỉa ấy. Recently.
Apparently during archery practice, I see the target as a shadow sometimes. You gotta work on the brain, huh? Wait. First paper. Hey, let's loot that. Hang in here. There's a shadow. Ooh, mate. À, bóng lai. Ui, rất nhiều, nhiều thế. Nhiều khủng khiếp. Hey, it's the stairs. Mẹ phải leo chóng cả mặt. Chết rồi. Careful. Ngay đây này. Oh, that reminds me. We may be approaching the boulder floor. Nghĩa là sau con này sẽ là cái giới hạn của chúng ta rồi. Giới hạn tầng ấy. Đây là 15 rồi này. Salut. Mình thử xem là mình có quất được nó. Khả năng là không. Với con bia mộ này. Đánh nó nói nhỉ. Sập sệ này. Soul drop. All right. Không có nghĩa mình phải quay lại mình đánh nó kìa. Con này không biết nó có điểm yếu không? Con này nhưng không có điểm yếu. Con này đánh chay thôi. Nếu mình đánh gió nó rất sao? Bỏ mẹ. Đánh gió rồi chứ. Con này không điểm yếu nhỉ. Con phiêu rồi. Lóc rồi. Con này yếu với điện này. Con này không có điểm yếu rồi. Đúng như mình dự đoán là con này không điểm yếu. Chỉ có một cái băng là chúng ta chưa thử. Con này không yếu với băng. Nên là cái mà tốt nhất chúng ta có thể làm là chúng ta hạ cái điểm phen là xuống chúng ta dạ nó chết. Con này nếu mà có thằng Akiko thì mình nghĩ là dễ hơn. Nên là chúng ta vừa bắp và đi bắp nó ấy. Nên là chúng ta sẽ giết được con này. Tại hơi đánh hơi bị khó thật. Retry battle. Nó có lựa chọn là retry battle nó ngon nhỉ. Bởi vì Akiko nó có chiêu đi bắp mà. Mẹ bậc thầy của đi bắp này. Tăng cái khả năng đào phòng thủ của team được không có ích lợi gì mà. Mình chỉ chém thường. Hay là cái điểm yếu của nó là một cái gì mà bát hay sao? Sonic Punk này. Ra đây đúng rồi. Nên là cái điểm của con này là Sonic Punk là cái chiêu đấm mặc định của thằng Akiko mà.
Thế là mặc định là thằng Akio nó đấm con này, là con này nó đã ngất rồi. Thế nên mình còn nên bút là mình chỉ có đánh thử tay thôi. Điên ga lại từ bỏ mẹ rồi. Nó giết con này luôn. Chết luôn. Mẹ cha nó chứ. Bỏ ok. Có lại nhờ. Thế what the thế sao lúc nãy nó bị hay như con này lúc nãy bị crit à? Không phải là điểm yếu của nó mà lúc nãy nó bị crit. Shit. Mà lúc nãy mình crit được nó. Thế mình tưởng là mình đấm của nó. Chó chết thật đấy. Karula. Thằng này chết rồi. Karula tiếp. Mà chịu đấm ăn xôi đó vậy. Được quýt này ngon đấy. Đó, it fit with deep quest. Đúng là mình không nên ô áo tách nó ấy. Khi mình đánh thường ngon hơn. Bởi vì chúng ta sẽ giải cái phép của nó ấy. Nên là bây giờ cái đấm này nó cộng thêm cái debuff cái disquest lại ngon phép nhỉ. Cái disquest này là khả năng đánh quýt hơn. Quyết định. Ôi chuẩn mẹ luôn. Mẹ chết mẹ. Ôi dồi. Quá đẹp. Kết thúc quá đẹp, hợp lý. 4500. Ui dồi, level 16. Mẹ lên cao tờ thường. Đánh rất đẹp luôn của team. Cho dù là chị ba chưa bao giờ đánh giá thấp các em, nhưng mà em thực sự đã làm tốt hơn rất nhiều chị đã mong đợi. You make me blush. Chị làm đỏ mặt. You doing well, I hope for you. Tuy nhiên là ngoài tầm phủ sóng ấy. Ta thích à? Check 1, 2, 3, 4. Nên là cái con Mitsuru ấy nó không muốn khen bọn này ấy. Nên là nó giả vờ là bị nhiễu sóng ấy. Chúng ta đi tiếp. Mình đang nghĩ là cái lầu trên lầu này. Mình không nghĩ là mình đấm được cô đấy, nhưng mà anyway chúng ta đấm được nó rồi đấy. Tôi xếp đồ đây. Cucua Mastic. Cái này là phần nền nó sử dụng cái một số yếu tố ở bản Portable ấy. Là bản Portable là cái bản nó giới thiệu là chúng ta có thể mặc cosmetic mà không thay đổi cái chỉ số ấy. Nó sẽ có cái Tuxedo và Junpei. Mặc đồ nó là thay lịch sự một chút rồi. Ui, nhìn trông gấu luôn mẹ. Chỗ này là vậy, cái chỗ nhớ thôi. Level 16 này, cũng từ lần này. Mình không nghĩ là mình đánh được con đấy luôn. Nhưng mà anyway chúng ta vẫn đánh được, nên là cũng rất là hên. Nên là hình như là chúng ta chỉ cần book con đấy là cái disquest
Cái này cái nên cái Discord này cũng rất là có lợi, là nó khiến chúng ta đánh quýt nó ở như cũng giống như phần 3 ấy. Kizero Ego Larry rất là chỗ này cũng có vẻ đấy, không đi được tiếp. Nên là hôm nay là cái buổi đi khám phá rất là thành công của ta. Thế là mình cũng có thể là mình sẽ ngồi mình farm tí cho mình hết mấy cái SP mình còn lại, kiếm tí tiền ấy. Nên là ok, nên là mình sẽ quẹt sau, ở lần sau chúng ta sẽ đi tiếp tục cái ấy. Thậm chí ở lần này chúng ta cũng không cần Akiko mà chúng ta vẫn lên được. Nhưng mà nếu mà các bạn đợi Akiko thì nó sẽ tốt hơn ấy. Mà mình không rõ là ngày bao nhiêu nhưng mà chúng ta thưởng đi. 20.000, oh shit. Đây là cái kiếm Kakoha này, Treasure Hunting. Mình bao tiền đấy. 46.000 thôi các bạn. Yes. Check the progress. Yeah, mình sẽ quay lại sau để mình chơi. Nên là mình sẽ ngồi pha một tí ấy. Ở lần sau chúng ta sẽ đi tiếp cái ấy. Em một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một phần khác trên cái channel.